thầy ạ, chào thầy ạ. Rồi, xin chào, xin chào. Vâng, chào Vâng, thầy, chào. chào các quý phụ huynh đang có mặt ở trong phòng ạ. Tôi tên là Vũ Thị Ngọc Anh, nghề nghiệp là kinh doanh tự do ở Hải Dương. Chúc thầy cùng quý thầy cô và các quý phụ huynh có một buổi học vui vẻ và ý nghĩa. Rồi, hay quá. Cho chị Ngọc Anh chào qua tay anh em. Vỗ tay đi, chị không cần phải nghe đâu. Rồi, ok, rồi chị hỏi đi, chị muốn hỏi gì đây chị Ngọc Anh? Dạ vâng, tôi có một câu hỏi muốn nhờ thầy giúp. Đấy là tôi có một bé gái năm nay đang học lớp 5. Cháu thì học các môn khá ổn, nhưng mà thời gian gần đây có lẽ là học đội tuyển hơi nhiều nên là con hơi bị học nhiều quá hay làm sao ấy, về nhà cứ thơ thẩn thần thơ, xong rồi ít nói, ít giao tiếp với mọi người và hay hay cáu gắt vậy. Mà bình thường con học thì con hay nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi mắt thì nhìn, nhưng mà như người ta bảo là nhìn như không nhìn, nhìn vô định ấy. Liệu là có phải Thôi. con đang Chị ơi, thị giác chị ơi, chị, dạ. Dạ. Con nó vào đội tuyển là nó muốn hay chị muốn? Dạ là con muốn ạ. Thực ra là tôi cũng nói con mà là Thôi rồi. nếu con thích thì con vào, còn không thì mẹ xin phép cô cho con dừng lại Rồi. cho đỡ được. Dạ. Như vậy là tốt rồi. Có nghĩa là cái việc mà vào đội tuyển là con muốn chứ không phải chị, đúng không? Vâng Tôi ạ. hỏi cho chị trả lời thôi chứ tôi không có bao giờ mà có ý định nói chị đúng hay chị sai hay là như thế nào hết á. Tôi chỉ hỏi để cho chị tự trả lời, chị tự nhận ra thôi. Tôi hỏi lại lần Dạ nữa vâng. nha. Đó Dạ. là cái việc mà vào đội tuyển là chị muốn hay con muốn? Là thực sự do con muốn ạ. Rồi. Và có lẽ Rồi là chị trả do lời tới đó thôi. dạ, vâng Câu ạ. hỏi là chị hay con thôi, không cần giải thích. Rồi, để mà tập trung, để mà nhận ra cái điều này nè. Thế bây giờ khi mà chị thấy con của mình mà nó gặp một cái vấn đề như vậy thì chị làm gì rồi? Tôi cũng thường xuyên muốn trò chuyện với con nhiều hơn để cho con đỡ áp lực, mà cũng thường xuyên hỏi con là con có thực sự muốn theo học những lớp đội tuyển đó hay không. Nếu mà con cảm thấy mệt thì mẹ sẽ xin phép thầy cô cho con dừng lại được không, hoặc là con đang có vấn đề gì, có đang mệt mỏi hay là môn học ở trường có gì khó khăn đối với con không. Tôi cũng hỏi Rồi con trả với lời cháu như sao? vậy. Dạ Con trả lời sao? con trả lời thì con chỉ trả lời đơn giản một câu là vẫn bình thường mẹ, nhưng mà thực tế tôi thấy cùng tôi có hỏi thầy cô giáo đang dạy bộ môn của con thì cũng nói là con dạo này cũng hơi mất tập trung. Rồi. Bây giờ nếu giả như mà con nó không ở trong đội tuyển thì chị có vui không? Dạ tôi quan trọng là sức khỏe của con, tôi đang lo sức khỏe của con, tôi Vậy vẫn thì vui khuyến bình khích chị là ngày mai chị lên chị xin cho con ra đội tuyển luôn. thường. Ha. Vâng ạ. Tại vì có những đứa trẻ nó không tự ra quyết định được vì nó đang bị áp lực bên trong vô hình mà nó không có tự dứt điểm được. Ví dụ như là nó sợ phụ tấm lòng của thầy cô. Ví dụ như nó cô nó nói vậy nè, con là một nhân tố quan trọng ở trong lớp của mình, trong trường của mình, nên là nỗ lực, cô là cô đã dồn bao nhiêu điều tốt đẹp cho con, thầy là đã dạy con bao nhiêu thứ, đừng có làm thầy thất vọng nhé. Chỉ cần một câu nói đó thôi, nó sẽ đeo đẳng con người đó. Và nếu một người lớn mà có nhiều khi còn bỏ ra không được, chứ đừng nói đứa con nít. Rồi nói lại nha, chỉ vì có một câu nói vô tình hoặc là vô hình nào đó, nhiều khi thầy cũng không có hiểu là câu đó nó đã làm cho con bị như vậy đâu. Nhưng mà có những người á, họ mệt lắm nhưng họ bỏ không được.
là tại vì họ cứ sợ làm thầy thất vọng, cô thất vọng, hoặc là mẹ thất vọng. Ví dụ như thầy cô mà nói vậy nè, à, con nỗ lực nha, làm gì làm á, chứ mẹ con, cha mẹ con á, bao nhiêu bạn muốn vào đây mà không được, bởi vì á, thầy quý cha mẹ con, bởi vì cha thấy cha mẹ con thế này thế kia, nên thầy mới cho con vô đây á, con đừng có làm cha mẹ mình thất vọng đấy. Thì nó quay qua nó yêu chị quá, nó yêu ba nó quá, thì tự nhiên nó sẽ bị cái hiện tượng này, tức là mệt nhưng không dám nghỉ. Ê, đó là cái dạng bị gọi là bị cái gọi là giống như là mình bị cái trạng thái bị đơ rồi đó, mà không có chịu off mấy, không chịu gọi là restart lại mấy. Nên vấn đề bây giờ là mình là cha mẹ nó, mình phải có trách nhiệm giải quyết giúp nó, được không? Mình nói gì nè, tôi nói là vừa rồi mà Phương Trinh thi á ha, trước khi hai con thi á, tôi đều nói mà không phải hai đứa này đâu, bất cứ đứa học trò nào và cả con trai tôi, cứ mỗi lần trước kỳ thi thì tôi chỉ nói gì nè, thi tức là cái cơ hội để mình kiểm tra lại vừa rồi mấy tháng rồi mình học cái gì chứ gì. Thì nếu mà mình kiểm tra mà mình nhớ được nhiều thì điểm cao, mà nhớ không được nhiều thì điểm tè tè, thì mình sẽ biết được là mình học được bao nhiêu, thế thôi. Mình cứ làm hết sức thôi nha con, không có gì đâu lo lắng. Nỗ lực không áp lực. À, cái câu nói rất là quan trọng, ghi chú này chị. Nỗ lực không áp lực, đó là câu mà tôi nói với con của mình, học trò của mình, nhân viên của mình và nói với chính tôi. Tức là nỗ lực nghĩa là sao? Lúc làm là phải làm đàng hoàng, đừng có chơi mà vừa học vừa chơi, rồi vừa học vừa làm chuyện này chuyện kia linh tinh. Tức là làm sao mà khi làm việc là đừng có chơi, mà khi chơi là không có làm việc. Mình nỗ lực, mình làm, nhưng mà đến khi mình đi thi, nó ra kết quả bao nhiêu kệ nó. Tức là mình luôn nói với bản thân mình là tôi nỗ lực nhưng tôi không có áp lực. Nỗ lực tức là tôi phải làm hết sức mình trong cái lúc mà tôi làm, nhưng mà nó ra kết quả bao nhiêu tôi cũng cười đó, tại vì tôi đâu có sửa được kết quả đó đâu. Nếu mà tôi khóc, tôi đau khổ, tôi sợ hãi thì điểm xấu nó vẫn là điểm xấu, ví dụ như điểm 2. Nhưng mà bây giờ tôi bình tĩnh, tôi nói mình đã nỗ lực mà có 2 điểm vậy là lần sau mình phải cẩn thận hơn nữa, nỗ lực hơn nữa. Nên là cứ là nỗ lực không áp lực ha. Thậm chí tôi nói vậy nha, nhưng mà đến khi mà vào trường quay siêu trí tuệ đó, tôi đi ra ngoài cái quán cà phê bên kia đường tôi nằm. Tại vì chương trình siêu trí tuệ là họ quay lúc 10:30, 11 giờ, 2 giờ như đợt tôi quay cho Trọng Trí là 3 giờ sáng. Trời ơi, 3 giờ sáng. Tức là ban giám khảo rồi tất cả các bạn đều là rất là buồn ngủ ha. Vậy thì lúc mà 3 giờ sáng như vậy các con của tôi thi, thì nếu mà tôi vô tôi ngồi đó thì tôi sợ là tôi dạy nó rồi. Nhưng mà nó nhìn mặt thầy nó vẫn cảm thấy là trời ơi, nếu mà mình thi điểm thầy lo cho mình đủ kiểu mà mình thi điểm nó không cao chắc là thầy buồn. Nên là tôi đâu có lộ cái mặt đâu, tôi ra tôi chui tôi nằm ngoài quán cà phê lăn lóc ngoài kia để làm gì? Để cho cái con của mình nó thi xong rồi mình mới chui mặt vô mình làm cái việc là phân tích chuyên môn cho cái anh chàng kế tiếp. Nên là tôi nói rất là nhiều thứ mà cha mẹ đã không để ý. Có nhiều cha mẹ đi thi mà nói vậy nè, con chuẩn bị đi thi hoặc là đi học mà mình cứ nói vào tai nó những cái câu như thế này nè: cố gắng nghe con, cố gắng nghe con, mà đợt này thi mà điểm thấp là ba con buồn lắm đó, trời ơi, cố gắng nghe con, nỗ lực nghe con mà con làm á, mà ta nói mà điểm mà không đứng nhất lớp là nhục lắm á, con không có được thua con bé A, không có được thua cái thằng B đó, nghe chưa con. Những cái câu nói rất là vô hình nhưng mà nó đã tạo ra một cái bức màn bao trùm đen tối lên cuộc đời con mình. Ai đã rõ ý này đưa tay vẫy vẫy. Nên tôi không có biết đó là ai, có thể đó là chị, có thể đó là anh, có thể đó là thầy cô nó, tôi không biết là ai, nhưng mà chắc chắn đã có ai đó tạo ra cái bức tranh vô hình này. Con nỗ lực nghe con. Ví dụ trong nhà mình mà có đứa cháu họ nào đó, con Trà My nó mới thi đậu cái đó đó, con nhất định phải thi đậu nghe. Con thi không đậu là nhục lắm á. Ví dụ như vậy thì tự nhiên làm cho đứa nhỏ nó cứ sợ, nó cứ lo, xong rồi đến chừng nói tôi đâu có cấm nó đâu, thầy đâu có ép con đâu, là chết á. Nên bây giờ tôi đề nghị, nếu mà tôi vừa hỏi chị là con chị không ở trong đội tuyển, chị có vui không? Chị nói là ổn đúng không? Vậy tôi đề nghị ngay ngày mai nói với con của mình, con là quan trọng nhất. Đối với mẹ, con là quan trọng nhất. Nên mẹ quyết định không để cho con ở trong đội tuyển nữa. Con là quan trọng nhất. Khi nào con khỏe mạnh, con vui vẻ, con năng lượng, rồi con thích đi vô thì vô tiếp. Còn bây giờ mẹ không có
không có chịu như vậy được. Bởi vì nhìn thấy con buồn, nhìn thấy con mệt, mẹ đau lòng lắm. Con là quan trọng nhất, điểm số quan trọng gì? Ai đây biết rằng điểm số nó không phải là cái vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời của mình? Đưa tay vẫy vẫy. Chúng ta ở đây ai cũng biết cái điều này mà, đúng không? Học thì học, nhưng mà cái cuộc đời chúng ta sau này nó không có quyết định bởi điểm số, bằng cấp. Nó là một phần rất nhỏ trong cuộc đời. Cái chúng ta cần đó là trải nghiệm, kinh nghiệm, thực tế, năng động, chủ động, có tài năng. Tài năng chứ không phải là có cái bằng cấp đâu nghe. Bằng cấp là chưa chắc là tài đâu à. Anh chú được không ạ? Nên là mình hãy cẩn thận. Ngày mai chị có sẵn sàng nói với con điều này không? Chị Ngọc Anh. Dạ thưa thầy, tôi cũng đã từng đề nghị với cháu điều đấy, nhưng mà cháu lại lo lắng khóc, nói là thôi mẹ cứ để cho con học đội tuyển đi con. Vậy là coi chừng áp lực nó đang đến từ cái người giữ đội tuyển đó. Chị lên chị gặp cái người thầy người cô mà đang dẫn đội tuyển đó. Chị nói xin lỗi thầy cô, hiện tại con em sức khỏe và tâm trạng nó không tốt, em xin phép thầy cô cho con em được rời đội tuyển, em biết ơn thầy cô. Mua cho họ một món quà lên gửi và cảm ơn đã dẫn dắt con mình, rồi thôi cho ra khỏi đội tuyển, được không chị? Mình đưa vào một cái hành động cụ thể luôn, với tất cả sự chân thành của một nhà đào tạo. Tôi nói với chị rằng xin hãy để cho con chị được bình an. Chị là mẹ của nó mà chuyện này chị giải quyết không nổi thì sau này còn quá nhiều chuyện khác chị cũng không giải quyết được. Con của tôi mà có cái chuyện mà đi vô đội tuyển mà mời ra mà không mời ra được đâu. Xin lỗi quý vị nha. Tôi thấy nó xách cái cặp mà nó bước ra khỏi nhà mà nó đi chân cao chân thấp là tôi gọi nó lại ngay. Kin Kin, con mệt hả? Hơi mệt ba. Hôm nay ở nhà đi. Dạ. Nó đi học mà ba. Ở nhà. Ba dẫn đi chơi. Để ba viết đơn. Nhờ mẹ gửi lên cho cô. Dẫn nó đi chơi 2-3 ngày, đem nó ra ngoài Vũng Tàu á, nằm ngoài đó chơi. Con là quan trọng nhất. Nó cảm động, nó cân bằng, tự nhiên nó sẽ biết cách. Mình phải nói cho con mình biết con là quan trọng nhất. Đừng có lấy mấy cái hư danh là con mình là con đội tuyển, con mình là con học sinh giỏi. Mới có bé Tiếu lớp 5, lớp 6 mà đã làm khổ như vậy rồi. Sau này vào đời ra không nổi đâu. Có những người ở trong một cái công ty rất là to nhưng mà lương thì rất là nhỏ mà không dám rời công ty đó, chỉ vì là cái danh của công ty nó lớn quá. Tôi có một người chị mà đi làm 20 mấy năm mà không dám rời khỏi đài cái truyền hình đó. Lương tháng 12, 13 triệu bạc. Bây giờ đi ra, tôi cù ra ngoài bây giờ, dùng cái tài năng của mình kiếm mỗi tháng vài chục triệu, hàng trăm triệu khóe ra. Nhưng mà trước giờ là không dám rời khỏi đó. Bởi vì cái công ty nó bự quá đi. Cái thương hiệu đó nó lớn quá đi. Con người chỉ có chết bởi hai chuyện thôi. Một là danh, mà hai là lợi. Danh tức là con tôi là đội tuyển, con tôi là số 1. Mấy cái đứa mà trong đội tuyển của tôi là tại vì á, nó hào hứng với cái việc nó làm. Nó thích thú, nó thoải mái với việc đó. Chứ không có cha mẹ nào mà ép mà thầy dạy hết. Thầy cũng không có ép đứa nào bao giờ hết. Quý vị chị giả bộ tìm học trò của tôi, mấy trăm đứa đã hỏi có bao giờ mà thầy ép con phải luyện không? Ngay cả nhân viên ở tâm trí lực cũng vậy. Tôi mà đến công ty tôi chỉ nói có một câu thôi, nghỉ đi em. Chứ tôi không có nói là làm đi em. À, vậy thì chúng ta phải làm sao chúng ta thể hiện cái tình yêu thương với con mình cho đàng hoàng vào. Ngay ngày mai cho nó nghỉ đi. Nếu cần nữa chị xin nghỉ việc đi. Một năm chị có bao nhiêu ngày phép mà, đúng không? Chị xin nghỉ 2 ngày 3 ngày, chị đừng có cho nó đi học nữa. Tôi thề với chị rằng không có đứa trẻ nào mà nghỉ 3 ngày mà trở thành một đứa thất bại trên cuộc đời đâu. Nhưng mà nhờ 3 ngày đó nó cảm nhận được tình thương của chị, nó cảm nhận được cái giá trị của nó cao quý và tốt đẹp trong cuộc đời của chị, trong cái xã hội này như thế nào, nó lại quay lại trường học với một không khí khác. Chị off đi 3 ngày, chị dẫn con chị đi chơi, không thèm học cái gì nữa hết á. 3 ngày sau về xin chép bài lại. Được chưa? Tôi đảm bảo có chuyện gì, không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà sẽ có một chuyện xảy ra rất là lớn.
Đó là con chị nó nhận ra được cái chuyện rất là quan trọng. Đó là sống phải bình an và vui. Còn lại mà cứ hư ảo rồi cứ là học sinh giỏi rồi đội tuyển rồi đứng đầu, đem mấy cái danh đó ụp xuống trên đầu con trẻ là chết chắc. Cái thứ hai mà làm cho con người chết đó là cái lợi. Được không? Lợi tức là tiền bạc á. À, cứ suốt ngày tiền. Không còn dành thời gian để mà trải nghiệm, không còn dành thời gian chăm sóc bản thân. Xin lỗi, bản thân còn không biết chăm sóc thì lấy đâu mà chăm sóc con. Được không? Cái bản thân cũng te tôi sơ mướp muốn chết luôn thì làm sao mình có thời gian cho con mình được. Nên đề nghị của tôi là chị nên nghỉ 3 ngày. Được chưa? Đúng chị? Chị có đồng ý nghỉ 3 ngày không? Dạ vâng, bây tôi giờ đồng ý. Hỏi chị nè, là chị có nghỉ 3 ngày không? Tôi có. Rồi, cho chị chàng vỗ tay. Nghỉ á. Nghỉ 3 ngày đi. Tôi đang nói với chị cái việc tôi đã làm nhiều lần đấy. Tôi là chuyên gia cho con tôi nghỉ 3 ngày đấy. Con tôi nó tốt quá trời, nó không có vấn đề gì hết á. Nếu mà con chị có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm cho. Nếu mà con chị nghỉ 3 ngày xong tự nhiên nó thành một đứa ngu dốt, nó trở thành một cái đứa mà không có cái gọi là cứu chữa gì được hết. Từ đây chị đem qua tôi lo cho, được không? Nếu con chị nghỉ 3 ngày mà có chuyện gì chị đưa vô tôi xử lý cho nha. Còn với tất cả sự chân thành, tôi xin chị cho con nghỉ 3 ngày. Rồi chị cũng nên nghỉ 3 ngày đi. Tại vì chị mà một người cân bằng á, là chị sẽ biết cách chỉ cho con chị cân bằng. Còn mà chị mà để con chị te tua là tôi có thể dự đoán là chị cũng đang te tua. Sức khỏe cũng không có tốt, thời gian cũng không có nhiều. Rồi cũng đang bị danh lợi nó quay mình như cái... Nó quay mình như... Quay vậy. Được chưa chị? Ok ha. Rồi cho chị chào vỗ tay nữa đi anh em. Rồi cảm ơn anh em. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy. Đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.